bà con, đây là cái bếp MK99 ha. Trên tay tôi đang là cầm hai loại. Một loại là chúng ta sẽ sử dụng với ống BE, nó sẽ có cái chui nhọn như thế này đây ha. Còn một loại là chúng ta sẽ sử dụng ống đối với ống PVC. Thì để nhận diện cái bếp MK99 rất là đơn giản thưa bà con à. Thì trước tiên là chúng ta sẽ nhận diện về màu sắc. Thì cái bếp MK99 lưu lượng nước 260 lít một giờ. Thì chúng ta sẽ nhận diện trên cái thân của bếp nó sẽ có màu xanh dương nha bà con. Nhớ là có màu xanh dương, và màu xanh dương này nó hơi đậm một chút. Thì đối với những dòng lưu lượng bếp của bếp MK99 mà công ty Mekong khi chúng tôi đang sản xuất, thì những dòng lưu lượng khác nhau thì nó sẽ có những màu sắc khác nhau. Ví dụ như MK99 lưu lượng là 90 lít một giờ thì sẽ là màu trắng, lưu lượng nước 120 lít một giờ là màu đỏ, và lưu lượng nước 150 lít một giờ nó sẽ là màu nâu cà phê. Bà con có thể tham khảo thêm những video khác trên kênh Nông nghiệp Mekong để chúng ta biết thêm về bếp MK99. Và quay lại với nội dung video ngày hôm nay, thì đây là cái bếp MK99 lưu lượng nước là 260 lít một giờ, có cái thân là màu xanh dương mà đậm một chút xíu. Và đối với bếp MK99 cũng như là những dòng bếp của Mekong khi chúng tôi đang sản xuất á, thì có những cái dấu hiệu nhận biết. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn trên thân bếp đối với MK99 thì nó có cái tên bếp ở mặt trước này. Bà con có nhìn thấy rõ không ạ? Chữ MK99 rất là rõ ràng ha, được dập nổi. Và mặt sau của cái bếp thì chúng ta sẽ thấy là cái logo MKA của đơn vị công ty chúng tôi ha, cũng như là cái logo này. Thì đó là bếp MK99 được đơn vị Mekong Energy đang phân phối và đang bán cho bà con nông dân mình trên thị trường. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đến với cái bếp MK99 sử dụng cho ống UPVC 21 ha. Thì để mà sử dụng cho ống UPVC 21 rất là đơn giản. Bà con chỉ cần mua cái bếp MK99, nhưng nhớ nha, nhớ là bà con liên hệ với nhân viên thì chúng ta nhớ dặn là dùng với ống PVC, hoặc là nói là bếp MK99 sử dụng cái đuôi găng 17 này để mà chúng ta gắn vô ống PVC cho nó tiện. Còn không thì bà con mua nhầm cái loại này á thì cũng được, nhưng mà điều cái việc lắp đặt này kia nó sẽ khá là phiền phức ha. Thì chúng ta có ống PVC thì chúng ta chỉ cần mua cái bếp MK99 có cái đuôi găng 17 và mua kèm thêm một cái chui ren trong 17-21. Ống này là ống 21 nha bà con, còn cái chui ren này là chui ren 17 nè, công ty nó đang có sẵn. Còn không, bà con có thể ra ngoài cửa hàng và tư ống nước á, thì đôi khi sẽ có một vài cửa hàng họ có bán cái này thì nó cũng rẻ, có 1.000 ngoài một cái thôi. Thì bà con chỉ cần mua hai bộ phận này về, bà con dặn cái này vào nha, dặn này vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ bà con có thể không cần phải chét keo ngay chân cái vị trí gian này nha bà con, cũng không cần phải quấn keo non đối với ngay vị trí gian này. Tại sao? Tại mơ mốt bà con có lỡ mà có nghẹt bét á thì chúng ta có thể mở ra dễ dàng. Còn nếu như mà bà con nào mà lỡ chét keo rồi thì bà con có thể mở từng cái bộ phận của nó thế này, từng bộ phận của nó như thế này để mà chúng ta có thể vệ sinh ở bên trong. Lưu ý là không cần phải chét keo nha, tại vì cái ren này là bếp này nó tốt nên cái ren này nó dặn nó chắc lắm. Rồi sau khi mà chúng ta dặn vào cái ren 17-21 rồi thì bà con cứ tiến hành thoa keo ở bên trong này bên lòng trong của cái ống này. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào trong cái ống 21. Nhớ dán keo nha bà con, nếu như bà con không dán keo cũng được. Như trường hợp mà bà con không dán keo thì đối với những cái vườn mà thiết kế cái áp nó thấp á, thì nó có thể chịu được. Còn bà con dán keo á, thì đối với những vườn mà thiết kế áp nó cao thì nó không có tình trạng nó bị bung. Và đây là cái bếp MK99 mà chúng ta sử dụng cho cái ống UPVC 21mm như bà con nha. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng bếp MK99 với dây BE. Đặc biệt là đối với bếp MK99 lưu lượng 260 lít một giờ, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân không nên dùng dây BE 70mm. Nếu bà con nông dân chúng ta có dùng dây BE thì bà con nông dân chúng ta dùng dây BE 8mm và tối ưu nhất là dây BE 10mm. Và đặc tính của bếp MK99 của chúng tôi đang làm là chúng ta có thể kết hợp được rất là nhiều loại dây BE khác nhau, từ dây BE 60mm, 70mm, 80mm và kể cả 10mm mà vẫn không có cần phải chuyển đổi một cái bộ phận nào của trên bếp cả. Nên bà con dùng bếp MK99 lưu lượng nước 260 lít một giờ. Nhớ một lần nữa là lưu ý, nếu như chiều dài của dây từ cái vị trí mà bà con đưa vào trong cái ống dẫn nước á, càng dài thì bà con dùng cái dây ly càng lớn, còn nếu như mà nhỏ nhất thì vẫn phải là dây 8 ly nha bà con, không nên dùng dây BE 7 ly. Lần này tôi nhắc lại thêm một lần nữa để chúng ta lưu ý điều này. Bởi vì sao? Bởi vì với cái lưu lượng nước như thế này, lớn như thế này á, thì cái đuôi dây BE 70 ly á, cái lực nước và cái lực áp của nó không đủ để mà
cung cấp được cái lượng nước cũng như là cái bán kính tối đa của bé MK99. Và đây là bé MK99 sử dụng cho GBE 6 ly, 7 ly, 8 ly và 10 ly. Và với bé 260 lít một giờ thì bà con nhớ là dùng dây 8 ly hoặc là dây 10 ly nha.